Cuối tháng 8 vừa rồi, chị Mina có dịp ghé Hà Nội và rủ Hà đi chơi cùng. Mình mới nghĩ là nhân dịp này, tại sao không tranh thủ tận hưởng Hà Nội xinh đẹp một xíu, ăn những món mình thích và sống chậm lại một chút với Hà Nội mà mình sẽ rất nhớ đấy. Hello! Hello chị! Cái này là vlog in vlog nha. Oh wow! Hello! Anh chị vừa mới đặt một cái bún với cả chị đặt luôn một cái bên này. Ok, để mình ngồi lấy đi. Ok, đang ngồi bên này đi. Lên phòng của chị Mina. Chờ chị Mina ăn uống một xíu. Hello mọi người. Xong rồi sẽ đi ăn tiếp. Quyết tâm dẫn chị đi ăn hết cái Hà Nội luôn. Để đủ 24 giờ ăn thật nhiều món. Ok, mọi người hãy lên YouTube của chị Mina để xem video ăn gì ở Hà Nội trong 24 giờ. Mình chỉ chị Mina ở cái khách sạn này rất là xinh, ở Nguyễn Trường Tộ. Mình đã từng ở đây rồi, dễ thương. Phòng ốc cũng ok la. Này, cái suất nó nhỏ lắm, không to đâu, không no đây đâu. Là bún gì hả chị? Cái này là bún thịt nướng. Bún thịt nướng, đúng rồi, bún thịt nướng chả bún thịt nướng. Ở đâu ạ? Ở ngay đây, quán gì ta? Quán gì quên. Thôi chị cứ ăn thử đi, xem ngon thì ăn, còn không ngon thì em dẫn đi ăn khác. Ê, mà đúng nha, chị cảm thấy kiểu Hà Nội không vội được đâu ấy. Thế á? Ừ. Tại sao? Ý là chị cũng muốn vội nhưng mà tự nhiên mọi thứ chị cảm thấy thôi đừng có vội. Cứ chiều thôi. Vội nó bị mệt ấy. Vội em... xong chị một mình đấy. Đôi lúc em cảm thấy là em cứ kiểu cố gắng làm nhiều chuyện một lúc em vội xong em cảm thấy là một mình em như thế. Còn mọi người chill vậy cứ chưa. Uống rượu đi cà phê các kiểu. Em vẫn cố gắng vội trong này. Ừ, nhưng hôm nay cũng hơi vội. Đợt này bị lúc nào cũng cảm giác vội tại vì nhiều kèo quá chị. Ở đây có mỗi ngày mai đi với chị là em được kiểu một ngày thảnh thơi, không phải suy nghĩ đến việc là kèo này cái bắt số kèo kia. Kiểu pack theo được thì pack không được thôi ha. Đúng rồi. Thì em hẹn được kia là 9 giờ. Có trai nào muốn rủ hay muốn hẹn gì rủ ấy. Chả có mống nào cả. Say they ain't through with the way our country goes. Got a lot of work to go, I know for sure, but I'll
đã lên đến xe à, bây giờ bọn mình sẽ đi ăn sáng. Hello mọi người, buồn ngủ quá. Mắt sưng. Bây giờ bọn mình sẽ đi ăn thôi, đói là đói rồi. Mệt quá. 9 giờ, 9 giờ. Bây giờ mình lại báo thức đúng không? Báo thức đúng không? Mình đang ra ban công ăn tối và có hẹn với cả một em bé, với Kiều Trinh. Nhưng mà Kiều Trinh đã đi trễ nhá. Em đã nghe rất nhiều nhưng chưa bao giờ gặp Kiều Trinh. Ừ, nên là hôm nay sẽ được diện kiến công chúa tóc hồng. Ừ, tóc hồng. Ừ, Kiều Trinh nhộn nhíu tóc của Kela ấy. Siêu nhỉ. Ừ, tóc mình nát dã man. Nãy mọi người, Mina ra ngoài ban công bên kia tính quay video kiểu ấy. Xong kiểu Hà ơi ra không? Hà kiểu nhăn mặt không ra. Xong Mina ngồi đấy đúng kiểu 5 phút nhá. Đằng sau gáy ướt hết, đẫm mồ hôi luôn. Nên là thôi, bye bye, không quá còn sáng ra ban công nữa. Quá sáng suốt.
lên.